Xin chào các bác. Ngày mai là em à ngày kia. Ngày kia này em sẽ đi xuống dưới học viện nông nghiệp của địa chỉ của nó là Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội để em giao hàng các bác. Đấy là ngày kia. Thì tiện ô tô chở thì các bác nào tiện tiện thì em sẽ chở cho, thì em sẽ bao ship cho các bác. Đấy là ngày kia nhá, tại vì chỉ có duy nhất ngày kia thôi. Em có những cái vật tư như là nặng như là vỏ thông này, số 1 này, số 2, số 3, số 4. Các bác lấy từ một tạ thì em sẽ tính 10.000 nhá. Còn nếu mà tính lẻ thì vẫn là như vậy, vẫn là 10.000, 12.000. Phân dê nữa các bác. Đấy, em sẽ gửi, em sẽ đánh ô tô xuống, em giao tận nhà cho các bác, xong rồi nhận tiền luôn. Phân cá Úc 130. Phân cá Úc này là 35.000 một túi. Phân cá Úc này dùng rất là tốt này, các loại địa lan kiếm các thứ này, các loại vật tư giá thẻ trồng lan em cũng nhiều lắm, cả phân dê đóng túi này. Đây 30 túi này, 30 túi này là 90.000. Còn túi 20 phân này là 60.000. Các loại kích kỳ hôm nay còn về thêm cả mấy cái lọ Chico Đề Ma, các loại to này, toàn thấy lọ to thôi. Khối lượng 1 cân, kinh thật. Với cả các loại phân bón lá sinh học như là Humic các thứ này. Kích hoa Thái là 50.000 một lọ này. Em sẽ soạn hàng báo giá rồi báo cho các bác. Em giới thiệu là đấy cả, em còn những cái vấn đề như là rêu rừng này. Rêu trắng, rêu sâu. Rêu trắng là 150 một cân. Các bác nếu lấy hàng nặng có cả dớn cọng này, 30.000 một cân. Đấy. Rêu sâu này nữa. Thì em sẽ gửi xe thẳng xuống, em đưa tận nơi các bác. Còn các mặt hàng hôm nay em vẫn về, vẫn có kiếm vàng Thái. Em bán là 600 một mẹ một con. Đây, một mẹ một con như này là 600 này, rất là đẹp này. Cây rất là nùn, bản lá ngắn, nùn đẹp. 600 một mẹ một con. Còn nếu nguyên khóm như này này. Đây, khóm này 3 thân, 3 mầm, như này em bán chỉ có 1.500.000 thôi. Nếu lấy nguyên khóm này chỉ có 1.500.000 các bạn. Đấy. Còn những cái già già này thôi để em chăm lại cho nó hồi rồi em sẽ bán cho các bác sau. Nó hơi già. Còn đây là có một thân, đây là có một mẹ một con xanh Huế này. Xanh Huế ná náng nhé. Đây. Xanh Huế ná náng này em bán là 4.500.000 này, mẹ con này. Còn một cái thân này là 4.000.000 này. Thân này vẫn còn ở trong chậu là 4.000.000 đó nhá. Đấy, xanh Huế láng. Mặt hàng này ngoài xanh Huế em còn có cây vàng Tây Linh này. Vàng Tây Linh là 2.500.000 một hướng này này. Các loại hàng bình thường em vẫn bán dùm có trồn trắng 100 một chậu. Kiếm xanh Thái một chậu như này em chỉ bán có 600.000 thôi các bạn. Đây. Một chậu như này là 600.000. Còn một chậu một thân như này là có 500 thôi. Đấy, kiếm xanh Thái này. Hàng này được thuần tại Việt Nam và thuần với vỏ thông. Mỗi vỏ thông không. Các bác về bón thêm phân bón vào với cả các thứ vào đây. Đấy, kiếm xanh Thái. Còn kiếm số 3 của Thái Lan. Hàng rau hạt này em bán 300. Đây, kiếm số 3 đây. Còn kiếm số 1 đây em cũng bán là 300. Kiếm xanh Thái em về rất là nhiều các bác nhé. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Đấy, rất nhiều xanh Thái luôn. Còn Denso Mili Zaza em vẫn bán là 70.000 một chậu này. Địa Lan Hoàng Kim Bảo em vẫn bán là... Hoàng Kim Bảo này em bán là... 200 một chậu. Giới thiệu các bác, đây là mặt hoa của Hoàng Kim Bảo này. Hoàng Kim Bảo có một mặt hoa rất đầu tiên mới nở, nó xanh vàng này. Mùi thơm rất là dễ chịu. Đây. Năm nay nó lạnh quá, ngay cả thời tiết ở nhà em bây giờ vẫn rất là lạnh. Thì em chọn những cây nào lụ đẹp gửi cho các bác để các bác ngắm hoa luôn. Nếu không các bác muốn cước rẻ thì các bác thì em sẽ cắt ngồng hoa đi cho nó rẻ tiền cước. Thế thì em cắt ngồng hoa đây thì gửi nó dễ hơn. Đây các bạn. Cắt bớt ngồng đi là gửi dễ. Đây là kiếm xanh Thái với kiếm vàng Thái. Bên này thì em có, bên này thì em có các loại siêu trầm. Siêu trầm em bán 150 một chậu. Đây có một phi đập, một chậu phi đập trắng đài đang chuẩn bị nở đây. 150 chậu này. Với cả trầm rồng đỏ thì em vẫn bán là 200 một chậu. Đấy, trầm rồng đỏ. Còn kiếm xích ngọc thì
Kiếm xích ngọc thì em bán đây. Mẹ con như này này em bán 150 các bác nhá. Hết sức rẻ luôn, xích ngọc trắng. Còn khóm to như này là 300 này. Đấy. Khóm như này là 300. 300 một khóm. Đấy, xích ngọc em bán cũng sắp hết rồi các bạn. Đấy, 150 khóm như này là 200. Em có bán 150 200 một khóm. Tùy các bác lấy khóm nào lấy. Còn đây là cát của Thái này. Cát Thái này thì đang bắt đầu mọc mầm rồi. Mầm đỏ chót này. Cát Thái em bán là 100 một chậu. Cái này ra hoa nhà em rồi, bây giờ là trồng để cuối năm lại ra hoa tiếp. Còn phi điệp tím rừng. Phi điệp tím rừng thì 100 một chậu đây. Chậu thắt ngọn hết rồi. Ở đây có một cây lục bắc này, nhưng mà đây có một cây lục bắc nhưng mà chưa đẻ. Thôi cứ để đợi đẻ cho đẹp đẻ phải bán các bác. Đây là phi điệp tím rừng của em này, 100 một chậu. Đấy, 100 một chậu như này. Còn phi điệp trắng đài. Trắng đài thì 130 một chậu, trắng đài đắt hơn tím rừng các bác. Đây là hàng phi điệp trắng. 130 một khóm. Đây hoàng kim bảo đấy các bác. 200. Nhìn ngồng vĩ đại thật. Mấy nữa ra hoa xong em cắt ngồng đi em bán giống thôi. Ví dụ như chậu này các bác này. Đấy. Còn đây là kiếm đài. Kiếm đài bán là 250 một chậu. Đây là kiếm Taiwan, 250. Đây là các loại vàng cánh bầu này. Đây có vạn chậu vàng cánh bầu này 600 này. Đấy, chậu hai thân này 600. Còn vàng cánh bầu thân nhỏ này là 300. Đây em đang bón phân luôn. Đây là phân cá Úc này các bác này. Đấy. Phân cá Úc bón cho địa kiếm cực tốt luôn. Đấy. Đây là khu em ươm ki mà tầm này lạnh nên nó chưa ra cái gì cả. Khu ươm ki này tương đối nhiều đấy. Còn cát đang nụ, cát mini đang nụ này. Em bán là 120 một chậu. Bên trong này là các loại trầm biên vàng. Trầm biên vàng em bán là 160 một chậu. Đây trầm biên vàng. 160.000 một chậu. Còn bên này là kiếm phan trí rau hạt. Kiếm phan trí rau hạt em bán là cây bé bé này em bán là 100 một cây. Đấy, 100 một cây phan trí rau hạt. Còn kiếm vàng Quảng Bình. Vàng Quảng Bình như này em bán là 80.000 một cây. Mấy xanh Huế. Xanh Huế cũng 80.000 một cây. Đây các bác nhá. Đầu tiên là mới ra chai thì cây nó dài này, nhưng mà trồng phát là nó lùn như này. Cái lá dài rồi nó sẽ rụng hết các bác. Đấy. Đấy. Còn kiếm trắng tuyết ngọc thì em chỉ còn có 3 thân này thôi. 4 thân. Em bán 500 một thân. Đây có thân này 500 thân này là mẹ con đẹp này. Giá chỉ có 500.000 thôi các bác. Đây. Tuyết ngọc. Đây tuyết ngọc. Còn đây là lát đi pinh. Chậu lát đi pinh này 2 triệu. Đấy một chậu kiếm đẹp như này có 2 triệu thôi. Thân lá ngắn, võng đẹp, uốn vặn xoắn. Đây là cây lát đi pinh 2 triệu cây này. Còn giớn tổ quạ thì em nhiều các bác nhá. 15.000 một cây thôi. Các bác lấy thì tiện, nếu mà ở gần em chở xuống cho luôn. Chỉ có duy nhất là ngày kia thôi. Em sẽ nhận đơn từ hôm nay đến ngày kia rồi em sẽ gửi cho các bác. Rồi em cảm ơn các bác.